Bỗng một hôm thèm vitamin cờ quá, do cả hai tuần qua tại ăn thịt không mà không có ăn cá gì hết, bắt đầu order liền một cái nồi lẩu toàn là cá. Câu chuyện khủng hoảng tinh thần từ đây nè. Do cái chỗ bán này lần đầu Quân mua luôn, mình lướt mình xem, mình thấy cái chỗ này người ta bán lẩu Thái thì người ta cũng có để hình là một set lẩu 199k, gồm có cá bơn Canada, vây cá hò, đầu cá hò, rồi thêm cá lửa châu nữa. Thật sự hình ảnh đó giờ mình mua hàng mình nhìn mình thấy nó ít nên mình cũng không để ý, với lại mình nghĩ là cái giá 199k mình ăn tầm 1 đến 2 người là cùng. Đến khi nhận khui ra thấy quá trời luôn. Xong mình còn nhắn tin cho shop mình hỏi là có giao lộn phần này cho với người khác hay không, vì thực sự nhiều lắm luôn á mọi người, chứ cái gì đâu, cái nồi lẩu chừng đó tiền mà cá quá trời cá luôn. Nghĩa mắc cười ghê. Nghĩa lại mình tự cầm tiền mình đi mua mình nấu cái nồi lẩu này á, không biết có được nhiều đồ ăn được như vậy hay không, hay là toàn gao với gao không. Mà tôi cũng lo cho cái quán này lắm, bán không biết có lời hay không nữa. Mà ngộ đời ghê, tâm lý người mua mắc cười ghê ha. Quán người ta bán mắc quá cũng la, bán rẻ quá cũng nhảy đành đạch. Thật sự chỗ này là tôi rất là ưng luôn nha. Mặc dù rất là ít ăn cá nhưng mà khi thèm lên á ăn rất là ngon. Tuy hàng cá nó là hàng đông lạnh, nãy giờ tôi dạo cái nồi lẩu mọi người cũng thấy rồi đó, cá rất là nhiều luôn, với lại nấu lên cá ăn rất là tươi và ngon, không có bị bở đâu. Ăn chúng miếng cá lựu trâu á nó dai ngon lắm. Nãy giờ tôi chưa nói tới cái nước lẩu nha. Lẩu Thái ở đây nấu rất ngon, tại vì Quân cũng hay nấu ăn á. Lúc đầu mới khui ra là Quân nhìn trong cái bọc sót có những cái hương liệu mà chiên nấu lẩu Thái, Quân nghĩ ngay trong đầu là cái nước lẩu chắc chắn ngon, mà thật tình ngon thiệt, húp vô là chua chua cay cay là hảo luôn. Cứ nghĩ cái nồi lẩu này là một hai người ăn, lúc đầu mình nghĩ vậy, mình ăn mạnh mà mình ăn một mình mà ăn phần hai người luôn, hay về cái nồi lẩu này ăn 4-5 người luôn á mọi người. Thực sự là rất là nhiều luôn á, ăn không nổi luôn á. No quá, ăn gì nổi nữa mà ăn.